Hôm qua, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 36. Dự kiến trong 4 ngày làm việc từ 19 tháng 8 đến 22 tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét 14 nội dung. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, khối lượng dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 và thứ 9 là rất lớn. Do đó, ngay từ thời điểm này, cần tính toán bổ sung các dự án luật sao cho phù hợp. Quá trình xây dựng, thẩm tra cần phải làm hết sức kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng luật được nâng lên. Kiên quyết không vì thời gian, tiến độ gấp mà bỏ qua các công đoạn theo quy trình của luật ban hành văn bản, quy phạm pháp luật. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, về công tác lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến lần đầu về 3 dự án luật, luật điện lực sửa đổi, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam. Trong đó, dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và dự án luật điện lực sửa đổi, nếu được chính phủ chuẩn bị tốt, quá trình thảo luận tại Quốc hội đạt sự đồng thuận cao thì sẽ trình Quốc hội xem xét thông qua theo quy trình tại một kỳ họp. Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật phòng không nhân dân trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 vừa qua. Sau đó, các cơ quan có liên quan tiếp tục hoàn chỉnh, trình đại hội đại biểu Quốc hội chuyên trách cho ý kiến trước khi trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét đề nghị của Chính phủ về việc bổ sung hai dự án luật vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh, gồm luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế và luật phòng bệnh. Ông chỉ xem lại là vấn đề mà chúng ta xây dựng pháp luật vừa qua, nó kẽ hở nào, công đoạn nào mà chúng ta làm chưa kỹ, thì chúng ta phải nghiêm túc rút kinh nghiệm để trách nhiệm các cái cơ quan soạn thảo. Ở đây có Phó Thủ tướng Lê Thành Long, thì tôi cũng đề nghị như mấy lần tôi nói ở các cái cuộc họp là lãnh đạo các bộ phải ngồi xem xét từng phản, từng điều, từng chương trong cái làm luật, chứ không thể ủy nhiệm cho một bộ phận, một vụ, một thứ trưởng nào mà xem xét mà trong khi là bộ trưởng là không ngồi. Vì sao qua Quốc hội, chủ tịch Quốc hội, các phó chủ tịch phải ngồi đi ngồi lại nhiều lần để làm cho nó kỹ? Thì vấn đề này tôi cũng muốn nhấn mạnh các đồng chí là còn 3 kỳ họp nữa, kỳ họp thứ 8, kỳ họp thứ 9, kỳ họp thứ 10, chúng ta phải làm thật kỹ, thật chắc. Luật nào ra đời thì phải có cái chất lượng, có tuổi thọ rất là cao. Về công tác giám sát, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành 1,5 ngày để tiến hành hoạt động chất vấn. Qua đó sẽ đánh giá toàn diện, tổng thể về việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến hết năm 2023 liên quan đến 9 lĩnh vực. Trong đó, nhóm lĩnh vực về kinh tế xã hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành chất vấn, bao gồm 3 lĩnh vực: nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương, văn hóa, thể thao và du lịch. Nhóm lĩnh vực nội chính do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành liên quan đến 6 lĩnh vực: tư pháp, nội vụ, an ninh trật tự, an toàn xã hội, thanh tra, tòa án, kiểm sát. 9 lĩnh vực là không có trùng lắp với những cái nội dung mà chúng ta chất vấn trước. Chủ tọa điều hành nếu có vấn đề gì ngoài nội dung gợi ý thì chủ tọa có thể là đề nghị đại biểu là không chất vấn, hoặc là cái cơ quan đó trả lời bằng văn bản chứ không trả lời tại phiên họp thường vụ. Phiên chất vấn được truyền hình phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi. Theo chương trình giám sát năm 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo của đoàn giám sát và thông qua nghị quyết giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về việc tổ chức diễn đàn Quốc hội về hoạt động giám sát. Đây là một sáng kiến mới, lần đầu tiên được tổ chức nhằm đáp ứng yêu cầu tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua nghị quyết để xử lý chung một số vấn đề phát sinh trong triển khai sắp xếp đơn vị hành chính. Đối với việc sắp xếp cụ thể của các địa phương, khi Chính phủ gửi hồ sơ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ bố trí thời gian để xem xét một cách tập trung.
mỗi lần bố trí xem xét việc sắp xếp của 10 đến 20 địa phương, tránh phân tán, rải rác quá nhiều lần.